Người giàu sang biết chia sẻ, giúp đỡ những người nghèo khổ bất hạnh trong xã hội, thì của cải tài sản không bao giờ hết, không cần giữ gìn cũng không bao giờ mất mát, vì nhân bố thí nên quả phải giàu sang. Còn người giàu sang mà tính tình bõn xẹn ích kỷ, không dám bố thí cho ai một đồng một cắc, thì của cải sẽ không giữ gìn trọn vẹn. Tại sao vậy? Vì người giàu sang ích kỷ bõn xẹn keo kiệt là người chưa xả lòng tham lam. Chưa xả lòng tham lam là nhân nghèo đói. Hiện giờ giàu sang nhưng không giữ gìn sự giàu sang được bền lâu đâu. Đến khi phước báo hết thì của cải sẽ theo con cái hư phá tán, ăn chơi bài bạc hoặc bệnh tật mà đi sạch, ruộng vườn cũng không còn, trở thành những người nghèo đói. Đây là một câu chuyện bố thí để nhắc nhở chúng ta, khi bố thí rồi thì không nên ân hận, không nên tiếc rẻ, dù chúng ta bị kẻ khác lừa đảo. Thà bị người lừa đảo còn hơn bỏ qua khi gặp một người có hoàn cảnh khó khăn hoặc có tai nạn, bệnh tật ngặt nghèo cần nên giúp đỡ. Tiền lẻ là tựa đề một câu chuyện xảy ra để nhắc nhở chúng ta lúc thực hiện đức hiếu sinh bố thí để thân tâm được thanh thản, an lạc và vô sự. Khi đã bố thí giúp người rồi thì không nên hối tiếc dù bị người khác lừa đảo. Trong suy nghĩ của tôi, những người ăn xin luôn tự bịa ra những câu chuyện cực kỳ thuyết phục, đến nỗi bạn không thể biết được đâu là thật, đâu là giả. Sau vài lần bị mắc lừa, tôi thực sự bực mình, không phải vì mất mấy đồng tiền lẻ đó, mà vì tôi cảm thấy mình giống như một thằng ngốc vậy. Từ đó, tôi tự nhủ sẽ không bố thí cho ai một xu nào nữa. Ngày nào trên đường đi làm, tôi cũng ghé mua một tách cà phê cappuccino, và lần nào người ta cũng thối lại cho tôi vài đồng tiền lẻ. Hôm đó, khi tôi chuẩn bị cất những đồng tiền lẻ vào ví, thì có một người đàn ông tiến về phía tôi và nói: "Thưa ông, tôi đang trên đường đi về nhà thì xe bị hết xăng. Chiếc xe của tôi đậu cách đây 4 dãy nhà và có hai đứa bé đang chờ tôi trong xe. Nếu có thể ông làm ơn..." Nghe thế tôi bực bình lẩm bẩm: "Lại nữa." Nhưng rồi vẫn đưa ông ta 10 đô la. Tôi ngồi lại uống hết tách cà phê của mình rồi trở ra xe. Bỗng tôi thấy người đàn ông lúc nãy vội vàng chạy đến mỉm cười thật tươi: "Rất cảm ơn ông, tôi đã đổ đủ xăng để về nhà và vẫn còn dư đây 2 đô la để trả lại ông. Ngày mai tôi sẽ đến gửi trả 8 đô la còn lại cho ông." Ở hàng phía sau, hai đứa bé con ông in mũi và tính kính xe, trao cho tôi nụ cười thơ ngây. Cầm hai tờ bạc trong tay, tôi cảm thấy mình như là người có lỗi. Từ ngày đó trở đi, tôi không bao giờ còn cảm thấy phiền hà khi có ai đó nhờ giúp đỡ, và tôi cũng luôn cố hết sức để có thể chia sẻ cùng họ trong khó khăn. Theo Ngọc Khanh, câu chuyện trên đây cũng là một câu chuyện nói đến tâm trạng chung của những ai có lòng thương người, biết bố thí, để chúng ta an tâm khi bố thí, chia sẻ với những ai gặp hoàn cảnh khó khăn, dù chúng ta có bị kẻ khác lừa đảo lường gạt. Mặc dù chúng ta có bị lường gạt, nhưng chúng ta đừng nên nghĩ mình bị lường gạt, mà nên nghĩ chúng ta đã giúp cho một người bất hạnh là đủ. Có một cậu sinh viên đến bệnh viện thăm người thân. Vừa đến bệnh viện thì có một người chạy ra xin tiền cậu: "Cậu ơi, cậu hãy giúp cho tôi, cho con tôi 500 đồng để đóng tiền vào phòng cấp cứu, nếu không thì con tôi phải chết." Không do dự, cậu sinh viên móc túi đưa cho bà ta 500 đồng. Bà ta cảm ơn rối rít và chạy vào bệnh viện. Lúc bấy giờ, có người nói với cậu sinh viên nọ: "Cậu bị gạt rồi, có đứa trẻ nào cấp cứu đâu." Cậu sinh viên trả lời: "Như vậy cháu rất mừng là không có đứa trẻ nào chết. Mục đích của cháu là cứu giúp cho trẻ em thoát chết, và bây giờ không có em bé nào chết là mục đích của cháu đã đạt được, đó là nỗi vui mừng thật sự của cháu." Với tinh thần yêu thương bố thí là phải nghĩ đến sự cứu giúp người thoát khổ, chứ đừng nghĩ chúng ta bị người khác lừa gạt, mà hãy nghĩ rằng chúng ta giúp người thoát khổ là mình vui mừng. Cậu sinh viên này có một tri kiến hiếu sinh bố thí tuyệt vời, không bao giờ nghĩ rằng mình bị người khác lừa gạt, mà chỉ biết không có em bé nào chết là mãn nguyện.
Với sự sống của em bé mới có giá trị lớn, còn 500 đồng của cậu sinh viên chỉ tượng trưng cho tình thương của cậu mà thôi. Lòng yêu thương bố thí cứu người thoát chết, thoát khổ là mục đích, nên khi biết người khác đang khổ là chúng ta giúp đỡ ngay liền, chứ không chần chờ, đắn đo, suy tư hơn thiệt, sợ bị lường gạt hay không bị lường gạt. Người khác lường gạt mình là vay nợ mình, kiếp này không trả thì kiếp sau cũng phải trả. Luật nhân quả không ai trốn đâu cho khỏi. Vì thế, bất cứ thấy bất hạnh khổ đau thì nên sẵn sàng giúp đỡ với lòng thương yêu. Người gian xảo lường gạt không thể qua mắt được người có trí tuệ. Nhờ có trí tuệ và tình thương thì không ai dám lường gạt chúng ta được. Vì thế, chúng ta không sợ bị lường gạt. Nhưng khi đã bố thí xong thì chỉ biết giúp người thoát khổ, chứ không nên nghĩ mình bị lường gạt. Khi làm một việc từ thiện như bố thí tiền của hay công sức của mình, thì chúng ta nên tin rằng sẽ có những người được an ủi trong hoàn cảnh khổ, sẽ có những người thoát chết, thoát nạn, vân vân. Đó là mục đích của việc làm từ thiện bố thí do đức hiếu sinh. Đức hiếu sinh bố thí mới thực sự là làm việc từ thiện. Còn ngoài ra, làm việc từ thiện coi chừng mình sẽ lợi dụng danh từ thiện để làm một việc khác, một việc làm danh và lợi. Cho nên quý vị phải nhớ, làm việc từ thiện phải xuất phát từ đức hiếu sinh. Đức thứ năm, đức hiếu sinh bố thí cao thượng thân hành khẩu hành. Đức hiếu sinh bố thí cao thượng là một hành động bố thí thân mạng mình để cứu người trong cơn hoạn nạn, vân vân, trong cảnh nghèo đói nhưng lại biết san sẻ từng sự sống của mình cho người khác, thì đó là đức hiếu sinh bố thí cao thượng. Trong lúc đang nguy kịch, Hoàng Văn Trọng và một số bạn nam đã không ngần ngại lao ra dòng nước dữ cứu các bạn nữ cùng lớp bị sóng cuốn lúng cát. Có người may mắn thoát nạn, nhưng có người ra đi mãi mãi, để lại vô vàn thương tiếc của mọi người. Chúng ta hãy đọc bài Anh hùng nhỏ tuổi trên báo Thanh niên và Cuộc sống số 124, thứ Bảy, 3 tháng 5 2008, tác giả Trương Quang Nam. Vào 14 giờ ngày 18 tháng 2 2007, em Hoàng Văn Trọng và một số bạn cùng lớp rủ nhau đi chơi Tết và chụp ảnh. Để có những tấm hình đẹp, các bạn cùng rủ nhau ra biển lấy vỏ sò, vỏ ốc kết lại và cùng tắm biển tại thôn Bắc Hòa, xã Ngư Thủy Bắc. Nhưng sự việc đáng tiếc không may đã xảy ra. Một số bạn nữ trong lúc tắm bị sóng cuốn, lúng cát, hoảng loạn kêu cứu. Nghe tiếng các bạn kêu cứu, Hoàng Văn Trọng và một số bạn nam nhanh chóng lao về các bạn nữ gặp nạn. Sau một thời gian vật lộn với sóng lớn và cát lún, Hoàng Văn Trọng đã cứu được một nữ vào bờ an toàn và tiếp tục quay ra để cứu tiếp các bạn khác. Nhưng vì đuối sức, lại thêm cát lún và những đợt sóng lớn đã cướp đi sự sống khi em vừa mới 14 tuổi. Một tấm gương anh hùng tuổi nhỏ dám hy sinh bố thí thân mạng mình cứu người trong khổ ải, thật đáng ca ngợi, khen tặng. Anh hùng nhỏ tuổi mà gan dạ. Trước cảnh khổ của người khác, lúc bấy giờ lòng thương yêu dâng lên cao độ, chúng ta quên mình nên mới dám xông pha vào sóng dữ, gió to để cứu người chết đuối, mới dám xông vào lửa bỏng, nước sôi để cứu người chết cháy. Hành động xông pha vào chỗ hiểm nguy cũng giống như những người lính xông vào trận mạc, vì muốn bảo vệ tổ quốc quê hương, vì thương yêu nòi giống nên xông pha vào trận mạc, dám hy sinh thân mạng trước lằn tên mũi đạn để cứu dân, cứu nước, thoát khỏi ách cai trị nô lệ của ngoại bang. Đó là những người dùng hạnh bố thí thân mạng cho tổ quốc quê hương mà lịch sử còn ghi danh mãi mãi muôn đời muôn kiếp. Trong bài học trên đây là đức hiếu sinh bố thí trên hạnh bố thí. Khi cả gia đình mình đang trong cơn đói khổ, nhưng khi có được phần bố thí của người khác đem cho, lúc bấy giờ lại dám đem phần bố thí ấy ra phân chia làm hai cho người nghèo đói khác, thì người phụ nữ này đang thực hiện đức hạnh bố thí trên đức hạnh bố thí. Đó là một hành động biết thương mình, thương người, ít ai làm được. Nếu trên đời này ai cũng có tấm lòng biết chia sẻ như vậy thì thế gian này tốt đẹp biết bao. Cho nên đạo đức hiếu sinh bố thí rất cần thiết cho mình, cho người, cho tất cả loài thú vật đang sống trên hành tinh này, trong một xã hội mà mọi người ai cũng đều biết quý trọng sự sống của mình như quý trọng sự sống của người khác và của muôn loài thú vật khác,
thì cuộc sống này là thiên đàng cực lạc. Con người chỉ có sống với đức hạnh hiếu sinh bố thí thì con người mới biết san sẻ cho nhau từng sự sống. Nhờ có những hành động này mà thế giới loài người sẽ không còn xung đột và chiến tranh nữa. Bởi vậy, cuộc sống của loài người trên hành tinh này chỉ có đạo đức hiếu sinh là quan trọng trên hết. Một con người mà không đạo đức, dù là người có tài giỏi, nhưng tài giỏi ấy sẽ không làm lợi ích cho cuộc đời mà còn làm khổ đau cho đời nhiều hơn. Ngược lại, một người không có tài mà có đức thì xã hội này mọi người đối xử với nhau bằng đạo đức thương yêu, đùm bọc, san sẻ, tha thứ, nhẫn nhục, tùy thuận, bằng lòng, vân vân, thì sẽ đem lại sự an vui hạnh phúc cho nhau. Đức hiếu sinh bố thí rất quan trọng cho đời sống của loài người và loài vật. Xin quý vị cố gắng rèn luyện nhân cách của mình để mình trở thành là con người hiếu sinh. Đức thứ sáu, một tâm hồn cao thượng hiếu sinh. Một người có tâm hồn cao thượng là người luôn sống với đức hiếu sinh. Khi sống với đức hiếu sinh thì họ luôn luôn sẵn sàng dám hy sinh thân mạng mình cho sự sống của người khác. Dù gặp bao nhiêu gian khổ, họ cũng không bao giờ chùn bước hoặc từ nan trước những sự khó khăn và gian khổ. Một câu chuyện dưới đây, một người vì mọi người, để chứng minh cho chúng ta thấy sự dũng cảm gan dạ trước cái chết người ta vẫn coi thường, xem sự sống của mình nhẹ nhàng như lông hồng. Người dám hy sinh như vậy là người có một tình yêu thương rộng lớn, thấy sự sống của mọi người rất quan trọng. Chỉ có những người xem tiền bạc, châu báu là trên hết, nên mới giết người cướp của mà chẳng chút lòng thương xót. Ngược lại, những người biết quý trọng sự sống trên đời này, xem như không có vật gì quý báu hơn, thì mới dám hy sinh thân mạng sống của mình, chỉ vì có một ước mong là làm sao cho mọi người được sống bình an, yên vui. Chính vì sự sống bình an yên vui của mọi người thì mình mới có sự sống yên vui, an ổn, chân thật cho mình. Người vui, mình mới có vui. Người buồn, mình có vui đâu bao giờ. Điều này có đúng không quý vị? Những người sống vì mọi người là những người biết đặt tình yêu thương lên hàng đầu trong cuộc sống. Vì biết yêu thương mọi người nên đời sống của mình mới được bình an, yên ổn. Đây là câu chuyện do một vị linh mục cao tuổi kể lại vào một ngày Chủ nhật. Đó là một câu chuyện có thật xảy ra khi ông còn phục vụ trong quân ngũ. Một ngày nọ, vị trung sĩ huấn luyện cho doanh trại của ông bất thình lình ném một quả thủ pháo vào một nhóm lính trẻ. Tất cả những người lính đó đều bỏ chạy. Sau đó vị trung sĩ từ tốn nói rằng quả lựu đạn thật ra không được cài kiếp nổ, và ông làm vậy chỉ để xem phản ứng của họ như thế nào mà thôi. Ngày hôm sau có một tân binh gia nhập vào nhóm lính đó. Vị trung sĩ huấn luyện yêu cầu những người lính không được nói với anh lính mới này về những gì sắp xảy ra. Khi trung sĩ ném quả lựu đạn vào nhóm lính, người lính mới đó không hề biết rằng nó sẽ không nổ. Anh đã dũng cảm lao vào đè lên quả lựu đạn trong lòng để ngăn không cho nó gây thương tổn đến những người khác. Anh ấy sẵn sàng hy sinh vì đồng đội của mình. Năm đó, người lính trẻ ấy được trao tặng huân chương cao quý duy nhất cho lòng can đảm và tinh thần quả cảm của mình. Đó là tấm huân chương chưa một ai từng nhận được trong những cuộc chiến trước đó. Một tấm gương dũng cảm, dám hy sinh bố thí thân mạng của mình để cho mọi người thoát chết. Những người làm được những điều này đều là những người sống với một tâm hồn cao thượng hiếu sinh bố thí thân mạng. Một hành động dũng cảm gan dạ mà ít có người làm được. Bởi vậy, những ai làm được điều này, chúng ta đều nên kính phục và tôn trọng lòng dũng cảm đức hiếu sinh cao thượng bố thí vĩ đại. Chúng ta làm người cần phải tập những gương hạnh hiếu sinh bố thí cao thượng này để xứng đáng là một con người. Đức thứ bảy, một bài học đức hiếu sinh tuyệt vời. Nói về đạo đức trong cuộc đời này thì không có đạo đức nào hơn đức hiếu sinh. Bởi vậy, con người chỉ cần đào tạo đạo đức hiếu sinh cho họ thì xã hội này không còn xung đột và chiến tranh nữa như trên đã nói. Bởi con người sinh ra từ tình thương, được nuôi dưỡng lớn lên trong tình thương, và muốn có một cuộc sống được an vui, không làm khổ mình, khổ người, thì phải duy trì sự sống bằng tình thương.
Chính tình thương mới đem lại hạnh phúc an vui cho con người. Cho nên mỗi hành động trong cuộc sống hàng ngày phải thực hiện bằng tình thương. Nếu ai đi ngược lại là người ấy đã tạo sự khổ đau cho mình, cho người ngay liền. Hành động tình thương nhiều khi người ta thường sống với nó, nhưng không mấy khi lưu ý. Thường người ta lưu ý khi người ta nói tôi thương, nhưng sự thật lời nói tôi thương chưa hẳn là tôi thương. Vì lời nói tôi thương, nhưng liền đó lại có thể hai người cãi cọ, chửi mắng nhau như trâu trắng trâu đen. Cho nên trên đời này chỉ có tình thương bằng hành động mới chân thật. Tuy không nói ra lời thương yêu, nhưng tình thương yêu rất thấm thía, như câu chuyện sợi tóc trong hộp cơm. Trong những năm tháng gian khổ đó, rất nhiều học sinh ngay đến khả năng mang những món cơm hộp giản tiện nhất trông chẳng ra hồn để đến trường cũng không có. Bạn học ngồi cạnh tôi chính là như vậy. Thức ăn của cậu ta mãi mãi là đậu xị đen xì, còn cơm hộp của tôi thì thường mang dăm bông và trứng ốp lết. Sự khác biệt của hai người quả là một trời một vực. Hơn nữa, bạn học này mỗi lần ăn đều nhặt các sợi tóc ở trong cơm hộp trước rồi mới ăn như không có gì xảy ra. Tôi thấy việc làm này vẫn kéo dài mãi, ngày này sang ngày khác không có gì thay đổi. Có thể nói, mẹ cậu ta rất luộm thuộm, cho nên trong cơm hằng mang đi đều có tóc. Các bạn học sinh đều bàn tán vụng trộm. Có một hôm nhà trường nghỉ học, bạn học sinh đó mời tôi: "Nếu bạn không bận việc gì, xin mời đến nhà mình chơi." Tuy trong lòng không muốn lắm, song từ ngày vào học cùng lớp, đây là lần đầu cậu ta mời tôi tới nhà chơi, cho nên tôi không nỡ từ chối. Theo bạn đến thôn nghèo, nơi địa hình dốc núi dựng đứng ở vùng núi ngoại thành. "Mẹ, con đưa bạn đến chơi đây nè." Sau khi nghe thấy tiếng nói phấn khởi của bạn tôi, cửa buồng mở ra, bà mẹ già cả của cậu ta đã xuất hiện ở cửa. "Anh bạn của con tôi đến rồi à, để tôi xem nào." Nhưng mẹ bạn tôi ra khỏi cửa buồng, cứ dùng tay sờ sờ chiếc cột bức tường ở ngoài cửa. Hóa ra bà ta là một người bị mù cả hai mắt. Tôi cảm thấy xúc động, mắt cay cay, không nói được lời nào. Thức ăn trong suất cơm hộp của bạn tôi, tuy mỗi ngày thường chỉ là đậu xị, song là do người mẹ mắt mù không nhìn thấy, cẩn thận giúp cậu sửa sang cơm hộp. Đó không chỉ là suất cơm trưa, mà đó còn là tấm lòng đầy thương yêu của người mẹ. Thậm chí, việc lẫn sợi tóc vào trong đó cũng không sao, nó vẫn là tình yêu của người mẹ. Tình thương yêu không lời, không ranh giới, nó thực hiện bằng đức hiếu sinh. Cho nên, người biết sống với đức hiếu sinh là người biết thương mình, thương người và thương tất cả những loài chúng sinh khác. Bởi đức hiếu sinh rất tuyệt vời, luôn luôn đem lại sự bình an, yên vui cho mọi người. Đức hiếu sinh rất tuyệt vời mà trong tất cả mọi người ai ai cũng đều có, chỉ vì mọi người chưa có dịp thực hiện đức hạnh đó mà thôi. Dưới đây là một câu chuyện có thật, bằng tình yêu thương hiến máu của mọi người giúp cháu Lê Hầu Minh Quân thoát bệnh hiểm nghèo. Trái tim con tôi đã đập lại từ máu bạn đọc gần xa. Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh ra ngày 27 tháng 4 có bài Thông điệp xanh từ blog. Thông tin về bệnh trạng của bé Lê Hầu Minh Quân, con của anh Lê Minh Nghĩa, phóng viên báo Giao thông Vận tải, mắc bệnh tim bẩm sinh, cần phẫu thuật gấp. Bé Quân thuộc nhóm máu AB, một nhóm máu hiếm, cần 4 người có cùng nhóm máu tương thích để tiếp máu cho cháu trong quá trình phẫu thuật. Anh Nghĩa tải thông tin lên mạng qua blog của một người bạn. Sau đó chưa đầy 48 giờ, nhiều người trong cộng đồng blogger đã tình nguyện hiến máu để giúp bé Quân. Kết quả xét nghiệm nhóm của 4 người cho máu, trong đó có chị Nguyễn Thị Bình An, thư ký tòa soạn báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Sau ca phẫu thuật, tình trạng sức khỏe của bé Quân phát triển khá tốt. Cha cháu viết thư cảm ơn gửi báo. "Tôi thực sự xúc động sau khi gửi thông tin cầu cứu nhóm máu AB trên mạng. Các anh chị phóng viên, biên tập viên của báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh đã tự nguyện đến viện tim Thành phố Hồ Chí Minh xin được thử máu. Có chị còn kêu gọi cả chồng và những người thân đến hiến máu. Tôi nhớ rất rõ gương mặt chị Bình An vẫn cười tươi dù sắc mặt rất xanh xao khi được rút ra một đơn vị máu. Và nếu cần, chị sẵn sàng hiến tiếp." Phóng viên QV và TN viết bài,
có rất nhiều bạn đọc tận Hà Nội, Bình Thuận sẵn sàng vào thành phố Hồ Chí Minh cho máu bé Quân. Ca phẫu thuật ngày 28 tháng 5 thành công và đủ máu AB. Trái tim đau đớn của con trai đầu lòng tôi đã nhịp đập trở lại bằng những giọt máu quý giá của bạn đọc gần xa. Phóng viên báo Pháp Luật thành phố Hồ Chí Minh, Xã Hội, ngày 27 tháng 6 2007. Còn biết bao hành động đức hiếu sinh đã để lại cho đời những tấm gương đạo đức cao thượng mà mọi người ai cũng có thể làm được. Chỉ chúng ta có thật lòng thương yêu hay không? Nếu thật lòng yêu thương với nhau thì trên đời này làm sao còn khổ đau nữa, phải không quý vị? Đức hiếu sinh là một đức hạnh tuyệt vời. Chúng tôi kêu gọi mọi người trên hành tinh này hãy cùng nhau học tập rèn luyện đức hiếu sinh cho thấm nhuần, để thân tâm trở thành những thói quen luôn luôn biết thương mình, thương người và thương các chúng sinh. Nhờ đó chúng ta mới tìm thấy sự an vui và hạnh phúc chân thật của kiếp làm người. Chỉ có đức hiếu sinh chúng ta mới yêu thương nhau chân thật, chúng ta mới tha thứ cho nhau mọi lỗi lầm. Có như vậy thế gian này mới không còn xung đột và chiến tranh nữa. Bài 41. Sự chia sẻ bình dị. Tôi đứng xếp hàng ở bưu điện để mua tem gửi thư. Ngay sau tôi là một phụ nữ với hai đứa con còn rất nhỏ. Hai đứa nhỏ khóc lóc không chịu đứng yên trong hàng. Bà mẹ trông mệt mỏi và nhếch nhác như mấy đứa trẻ. Thấy thế tôi liền nhường chỗ của tôi cho bà. Bà cảm ơn tôi rồi vội vã bước lên. Chỉ còn vài phút nữa là đến giờ đóng cửa. Dòng người xếp hàng chậm chạp nhích từng bước một. Và nhân viên bưu điện đã thông báo đóng cửa ngay sau khi đến lượt người phụ nữ đó, tức là trước tôi. Điều đó có nghĩa là hôm nay tôi không thể gửi thư được, chỉ vì tôi đã nhường cho người phụ nữ đó xếp hàng trước mình. Tôi cảm thấy thật sự rất bực mình và hối hận vì đã nhường chỗ của mình cho người khác. Tôi lại càng khó chịu hơn khi nghĩ đến việc phải quay trở lại vào ngày mai. Chợt người phụ nữ quay sang tôi và nói: "Tôi cảm thấy rất ngại, chỉ vì nhường chỗ cho tôi mà cô lại gặp khó khăn như vậy. Cô biết không, nếu hôm nay tôi không gửi phiếu thanh toán tiền gas, thì công ty điện và gas sẽ cắt hết nguồn sưởi ấm của gia đình tôi." Tôi sững người, không ngờ rằng chỉ đơn giản bằng một hành động nhường chỗ của mình, tôi đã giúp người phụ nữ ấy và hai đứa trẻ qua một đêm giá rét. Tôi rời khỏi bưu điện với niềm vui trong lòng. Tôi không còn cảm giác khó chịu khi nghĩ đến việc phải lái xe đến bưu điện, tìm chỗ đậu xe và đứng xếp hàng nữa, mà thay vào đó là cảm giác thanh thản, phấn chấn. Kể từ ngày hôm đó, tôi cảm thấy được sự quan tâm của mình đến với mọi người có giá trị như thế nào. Tôi bắt đầu biết quên mình đi và chia sẻ với người khác, vì tôi nhận ra đôi khi chỉ một cử chỉ nhỏ bình dị của mình cũng có thể làm ấm lòng, làm thay đổi hoặc tạo nên sự khác biệt và ý nghĩa cho cuộc sống của một người khác. Ngọc Khanh. Đọc bài này quý vị nghĩ sao? Riêng tôi rất xúc động. Một hành động rất đơn giản nhưng mang lại một tình thương cao thượng vô cùng. Nhường chỗ giúp cho người là đã đem lại sự bình an yên vui cho người, thì hạnh phúc an vui nào bằng khi chúng ta đã thực hiện. Chính điều này đã xả tâm ích kỷ bỏng xẻng của chúng ta. Một hành động bình dị, đơn giản ai cũng có thể làm được, nhưng nó nói lên được một tình yêu thương của chúng ta đối với mọi người thật tuyệt vời. Bài làm một đại ý. Bài này nói lên một cử chỉ nhỏ, rất bình dị, đơn giản mà ai cũng có thể làm ấm lòng, làm thay đổi hoặc tạo nên sự khác biệt cho cuộc sống của người khác. Hai phân đoạn. Bài này có 8 đoạn. Một, tôi đứng xếp hàng ở bưu điện đi mua tem gửi thư. Ngay sau tôi là một phụ nữ với hai đứa con còn rất nhỏ. Hai đứa nhỏ khóc lóc không chịu đứng yên trong hàng. Bà mẹ trông mệt mỏi và nhếch nhác như mấy đứa trẻ. Hai, thấy thế tôi liền nhường chỗ của tôi cho bà. Bà cảm ơn tôi rồi vội vã bước lên. Ba, chỉ còn vài phút nữa là đến giờ đóng cửa. Dòng người xếp hàng chậm chạp nhích từng bước một. Và nhân viên bưu điện đã thông báo đóng cửa ngay sau khi đến lượt người phụ nữ đó, tức là trước tôi.
Điều đó có nghĩa hôm nay tôi không thể gửi thư được, chỉ vì tôi đã nhường cho người phụ nữ đó xếp hàng trước mình. 4. Tôi cảm thấy thật sự rất bực mình và hối hận vì đã nhường chỗ của mình cho người khác. Tôi lại càng khó chịu hơn khi nghĩ đến việc phải quay trở lại vào ngày mai. 5. Chợt người phụ nữ quay sang tôi và nói: "Tôi cảm thấy rất ngại chỉ vì nhường chỗ cho tôi mà cô lại gặp khó khăn như vậy. Cô biết không, nếu hôm nay tôi không gửi phiếu thanh toán tiền gas thì công ty điện và gas sẽ cắt hết nguồn sưởi ấm của gia đình tôi." 6. Tôi sững người, không ngờ rằng chỉ đơn giản bằng một hành động nhường chỗ của mình, tôi đã giúp cho người phụ nữ ấy và hai đứa trẻ qua một đêm giá rét. 7. Tôi rời khỏi bưu điện với niềm vui trong lòng. Tôi không còn cảm giác khó chịu khi nghĩ đến việc phải lái xe đến bưu điện, tìm chỗ đậu xe và đứng xếp hàng nữa, mà thay vào đó là cảm giác thanh thản, phấn chấn. 8. Kể từ ngày hôm đó, tôi cảm thấy được sự quan tâm của mình đến với mọi người có giá trị như thế nào. Tôi bắt đầu biết quên mình đi và chia sẻ với người khác, vì tôi nhận ra đôi khi chỉ một cử chỉ nhỏ, bình dị của mình cũng có thể làm ấm lòng, làm thay đổi hoặc tạo nên sự khác biệt và ý nghĩa cho cuộc sống của một người khác. 3. Đáp án. Bài này có 8 đức. 1. Luật nhân quả nghiệp báo thân hành ý hành. 2. Đức hiếu sinh nhường chỗ thân hành. 3. Đức hiếu sinh duyên nghiệp báo nhân quả thân hành. 4. Thiếu đức hiếu sinh nhường chỗ ý hành. 5. Đức tri ân hiếu sinh khẩu hành. 6. Đức hiếu sinh nhường chỗ thân hành có giá trị không phải nhỏ. 7. Đức hoan hỷ nhường chỗ hiếu sinh ý hành. 8. Đức quên mình quan tâm đến người hiếu sinh ý hành. 4. Hướng dẫn giải trình án. Hướng dẫn giải trình án là chỉ dẫn làm những bài luận văn về đạo đức hiếu sinh, mà đầu đề là 8 đoạn trong bài học đã được phân chia rành rọt. Các tu sinh phải tự làm lấy cho đầy đủ nghĩa lý thâm sâu của đạo đức hiếu sinh cá nhân, gia đình và xã hội. Nếu làm chưa đủ ý nghĩa trên đã hướng dẫn thì bài luận văn chưa hoàn chỉnh. Phải ghi nhớ những lời hướng dẫn trên đây để cố gắng triển khai tri kiến giải thoát. Vì cuộc đời tu hành theo Phật giáo duy nhất chỉ có tri kiến hiểu biết giới luật đức hạnh thì tâm mới ly dục, ly ác pháp. Còn không có tri kiến giải thoát thì tâm không bao giờ giải thoát. Vì thế tu hành chỉ còn ức chế tâm mà thôi. 5. Giải trình án. Đức thứ nhất, luật nhân quả nghiệp báo thân hành ý hành. Như chúng tôi đã nói, luật nhân quả rất công bằng và công lý. Ai làm ác, tức là làm khổ mình, khổ người và khổ các loài vật, thì phải trả quả khổ đau. Còn ngược lại, ai làm điều lành thì sẽ hưởng được phước báo, hoàn cảnh bản thân, gia đình đều được yên vui và hạnh phúc. Hai đứa con nhỏ khóc lóc không chịu đứng vào hàng để chờ mua bưu phiếu. Chúng làm cho bà mẹ rất khổ sở giữa đám đông người. Đấy là nhân quả. Người đời thường bảo, con nợ, vợ quan gia, cửa nhà tội báo. Đúng vậy, nhân quả có dây phải có trả. Nếu không dây, làm sao lại có con mà trả quả? Con cái không phải là nhân quả sao? Trên thế gian này, trai lớn lên lấy vợ, gái lớn lên gả chồng. Đó là một truyền thống từ ngàn xưa. Người ta cứ ngỡ rằng trai gái lớn lên yêu nhau là hạnh phúc. Hạnh phúc mà con người hằng mơ ước, đó là hạnh phúc trong tưởng. Còn hạnh phúc chân thật không phải tìm từ trai gái yêu nhau. Trai gái yêu nhau là quy luật nhân quả sinh tồn. Vạn vật sinh ra đều theo quy luật này cả. Từ cây cỏ thảo mộc cho đến loài người và loài thú vật đều phải theo quy luật này cả, không có một loài vật nào ra khỏi quy luật này. Vì thế, con người ít ai thoát ra khỏi quy luật này, ngoại trừ những bậc chân tu giải thoát, người ta mới cắt ái, ly gia, đoạn tuyệt con đường tâm sắc dục. Chúng ta hãy đọc câu chuyện thương tâm do nhân quả kiếp trước đã gây, tạo nhân quả chia lìa cha mẹ và con cái, nên kiếp này lũ đã cướp đi cha mẹ của ba cháu gái, để lại một người chị còn tuổi học trò mà phải gánh vác nuôi hai em, thật là xót thương vô cùng.
Ai thấy cảnh này mà không động lòng rơi nước mắt phải không quý vị? Thay ba mẹ đưa em đến trường. Sáng ngày 5 tháng 9, ở thôn Lâm Lan, xã Châu Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình, ba chị em Ngô Thị Nhung, Ngô Thị Huyền và Ngô Thị Ngọc Trinh dắt nhau tới trường dự khai giảng năm học mới. Trong cơn lũ lớn ngày 7 tháng 8 vừa qua, cả ba mẹ của ba cháu gái đã bị chết do lũ. Chị cả Ngô Thị Nhung bây giờ trở thành ba, thành mẹ chăm lo cho hai em. Hôm qua Trinh cứ khóc mãi, hắn đòi đưa đi học chứ không chịu đi một mình, rồi còn cả Huyền nữa. Chỉ mần răng mà đưa cả hai đứa một lúc. Nhung nói trong nước mắt, khi ba mẹ còn, ngày khai trường, Nhung chỉ lo cho riêng mình. Nay Nhung phải dậy từ 4 giờ sáng để nấu cơm cho hai em ăn. Suốt cả tuần qua, cả ba chị em cứ xúm xích chuẩn bị sách vở, quần áo cho ngày khai giảng. Không còn ba mẹ để nhắc nhở từng thứ, nên em soạn sách vô, chị lại lấy ra, quay lui quay tới, chẳng biết cái nào cần, cái nào chưa. Trong hình ảnh này thật đáng thương cho ba chị em Nhung. Càng thương xót cho ba chị em Nhung, chúng ta lại nhớ câu tục ngữ: còn mẹ gót đỏ như son, chẳng may mẹ mất, gót con dính bùn. Đúng vậy, cuộc đời này sao con người phải chịu nhiều đau khổ mà không còn nước mắt để khóc nữa, phải không quý vị? Nhìn cảnh này chúng ta xót thương vô cùng. Một cháu gái tuổi còn học trò làm sao nuôi dưỡng hai em? Đêm đêm ba chị em nằm sát bên nhau để nương tựa vào nhau mà sống. Tình thương của cha và của mẹ còn đâu nữa? Ba cháu này kiếm đâu ra tình thương ấy? Ôi xót xa vô cùng. Nhớ ba mẹ, ba chị em chỉ còn biết ôm nhau mà khóc. Trẻ con chỉ biết nương tựa vào cha mẹ, ông bà, vào những người thân của mình. Còn bây giờ biết nương tựa vào ai đây? Hai em thì nương tựa vào chị, còn chị biết làm gì đây mà nuôi các em? Càng nghĩ tâm can càng rã rời, càng suy nghĩ tâm can càng thấy khổ đau vô cùng vô tận. Nhìn hình ảnh ba cháu trơ trọi, chúng ta không thể cầm những giọt nước mắt thương cho thân phận các cháu ngày mai sống sẽ ra sao. Cháu gái tuổi còn học trò biết làm gì nuôi hai em? Cuộc đời đầy dễ cạm bẫy ác pháp muôn mặt, rồi đây các cháu có thoát khỏi nanh vuốt của loài chồn cáo ác độc chăng? Chúng đang rình rập chờ có cơ hội là đốt ngay. Cuộc sống con người đều do nhân quả điều hành, cho nên dây nhân nào thì gặt quả nấy. Nhìn hoàn cảnh của ba cháu Nhung, Huyền, Trinh thì biết ngay nhân quả đời trước ba cháu đã gieo quả chia lìa, nên đời nay phải gặt quả lìa cha lìa mẹ trong lúc tuổi còn thơ ngây. Nhân quả quá khứ của các cháu như thế nào chúng ta làm sao biết được, nhưng chắc chắn phải có nhân quả, phải không quý vị? Đứng trước cảnh các cháu sớm lìa cha lìa mẹ, sống bơ vơ trên đường đời trơ trọi, thì ai lại không xót xa thương cảm? Cho một vài ví dụ như đời trước, các cháu từng bắt cá cha và cá mẹ giết và ăn thịt, để lại một đàn cá con bơ vơ, thì hiện giờ các cháu cũng phải trả quả mất cha mất mẹ bơ vơ như vậy. Cho nên, khi am tường hiểu biết luật nhân quả, thì chúng ta rất sợ hãi những hành động ác thường làm đau khổ mình, đau khổ người và đau khổ tất cả chúng sinh. Khi những hành động ác làm đau khổ cho mình, cho mọi người và chúng sinh, thì chúng ta không thể nào tránh khỏi những hậu quả tai nạn, bệnh tật, đối khổ, mất cha, mất mẹ, vân vân, có thể đến với chúng ta khi thời tiết nhân duyên hội đủ. Khi thời tiết nhân duyên đã đủ thì trốn đâu cũng không khỏi. Vì hiểu biết luật nhân quả không tha thứ cho một ai, và không ai trốn bất cứ nơi đâu mà thoát khỏi luật nhân quả này, cho nên ngay từ bây giờ chúng ta phải hết sức cẩn thận về thân hành, khẩu hành và ý hành. Đó là ba nơi xuất phát nhân và quả, nhất là ý hành. Khi chúng ta muốn khởi một ý niệm thì ý niệm ấy phải được suy tư kỹ càng, rồi mới biến ra hành động làm hay nói. Nhờ đó nó thành một thói quen hay tư duy. Khi muốn làm một điều gì thì tâm chúng ta nhắc nhở phải suy nghĩ, phải tư duy kỹ lưỡng xem ý niệm ấy có làm hại ai không. Nếu không có hại thì mới bắt đầu hành động nơi miệng, nơi thân. Và như vậy, hành động thân miệng sẽ không làm khổ mình, khổ người và khổ chúng sinh. Còn ngược lại làm khổ mình, khổ người và khổ chúng sinh thì nhất định chúng ta không nói, không làm. Bởi vì nói hay làm
đó là làm những hành động ác. Nói hay làm những hành động ác là tự chúng ta đã đem sự đau khổ vào thân, tức là chúng ta đang tạo nhân ác và cũng đã đang phải trả quả báo khổ đau mà chúng ta không chạy trốn đường trời nào thoát khỏi. Cho nên khi biết luật nhân quả, chúng ta rất sợ làm điều ác. Vì thế chúng ta phải học pháp như lý tác ý để thực hiện trên pháp môn tứ chánh cần. Hằng ngày chúng ta ngăn ác, diệt ác pháp và luôn luôn lúc nào cũng sinh thiện, tăng trưởng thiện pháp. Ở đây, trong câu này có những danh từ rất khó hiểu như ác pháp nghĩa là gì, thiện pháp nghĩa là gì và nhận diện ác pháp và thiện pháp ra sao. Quý vị hãy lắng nghe cho kỹ. Ác pháp là những hành động thân, miệng, ý làm khổ mình, khổ người và khổ chúng sinh. Còn ngược lại, những hành động nào không làm khổ mình, khổ người và khổ chúng sinh thì đó là thiện pháp. Và có một thiện pháp tuyệt vời mà trong pháp môn tứ chánh cần thường nhắc nhở chúng ta nên sinh thiện pháp đó và tăng trưởng. Vậy thiện pháp đó như thế nào? Đó là tâm vô lậu hoàn toàn. Đó là trạng thái tâm bất động trước các ác pháp và các cảm thọ. Đó là tâm thanh thản, an lạc và vô sự. Có tu tập như vậy, thiện pháp sinh và tăng trưởng thì chúng ta mới không bị dục vọng sai khiến làm những điều vi phạm giới luật đức hạnh. Nhờ đó chúng ta không bị nhân quả nghiệp báo khổ đau chi phối. Nhờ đó chúng ta mới sống được bình an, yên vui, tràn đầy hạnh phúc. Nhờ đó thân tâm mới được thanh thản, an lạc và vô sự. Cho nên chúng ta phải nhớ, luật nhân quả nghiệp báo là một đạo luật rất công bằng và công lý. Phải thường nhắc nhở tâm sống không làm khổ mình, khổ người và khổ tất cả chúng sinh. Đức thứ hai, đức hiếu sinh nhường chỗ thân hành. Nhường chỗ ngồi cho người khác là một đức hạnh, đó là đức hiếu sinh nhường chỗ. Đức hiếu sinh nhường chỗ ngồi cho những người già yếu, cho những phụ nữ có em bé nhỏ trên xe buýt, trong phòng họp hay bất cứ nơi công cộng nào, cũng đều phải biết nhường nhịn chỗ ngồi cho những người bất hạnh, kém may mắn, kém sức khỏe, khuyết tật, bệnh tật, vân vân. Hành động nhường chỗ ngồi đó là một hành động đạo đức đẹp đẽ tuyệt vời mà mọi người trong chúng ta ai ai cũng đều phải thực hiện hành động đạo đức này để nói lên một đất nước có văn minh tiến bộ, có văn hóa nhân bản. Một đất nước mà có những người dân biết sống đạo đức nhân bản, thường sống không làm khổ mình, khổ người và khổ tất cả chúng sinh, đó là một nền văn hóa và văn minh tiến bộ trong thời đại khoa học kỹ nghệ hóa toàn cầu. Nếu toàn dân trong một nước mà không có những hành động đạo đức như vậy thì không được gọi là một nước văn minh và văn hóa. Cho nên đức hiếu sinh nhường chỗ ngồi là đức hạnh nhân bản mà toàn dân trong nước đó đều thực hiện được như vậy. Đó là một hình ảnh đẹp đẽ để xác định cho một đất nước có văn minh, có văn hóa. Nhiều khi người ta chỉ hay viết chữ văn minh và văn hóa mà nhìn cách mọi người dân trong nước đối xử với nhau thiếu nhường nhịn, thiếu tôn trọng thì biết ngay đất nước đó chưa văn minh tiến bộ và văn hóa bị xuống cấp. Trong bài học trên đây, tác giả nhường chỗ xếp hàng trước cho người phụ nữ có hai cháu bé nhỏ để mua bưu phiếu. Hành động nhường chỗ là một đức hạnh hiếu sinh tuyệt vời mà mọi người trong chúng ta cần phải học, cần phải tu tập rèn luyện nhân cách này. Vì có thương người tàn tật, người già yếu, người có con nhỏ còn bồng ẩm trên tay mà đi xe bus hay xếp hàng mua vé tàu, xe cộ, máy bay vân vân là một sự khó khăn vô cùng. Khi xe dừng hoặc xe chạy đều bị nghiêng qua ngã lại, thật là tội nghiệp, phải không quý vị? Đây là một câu chuyện trên chuyến xe bus mà tác giả đã thuật lại để làm một bài học về đạo đức hiếu sinh, biết nhường chỗ cho mọi người với tựa đề "Tôi đi xe bus". Hằng ngày tôi mất khoảng 35 phút đi xe buýt đến công sở và cũng chừng ấy thời gian để ngồi xe buýt đi về. Khi phải đi xe buýt nhiều như tôi, bạn mới nhận ra sự khác biệt giữa việc tìm được một chỗ ngồi trên xe và việc phải đứng suốt chuyến đi. Có một chỗ ngồi có nghĩa là bạn có thể tranh thủ nhắm mắt một chút hoặc đọc báo, hay ít nhất là có thể ngã lưng trong giây lát. Ngược lại, nếu phải đứng suốt chuyến thì không đơn giản chân bạn sẽ mỏi nhừ mà bạn còn liên tục bị xô qua bên đây, đẩy qua bên kia. Bạn phải gồng mình để không té nhào vào người khác
và phải liên tục di chuyển mỗi khi có ai lên hoặc xuống xe. Chính những điều bất tiện đó khiến tôi bằng mọi cách phải tìm được một chỗ ngồi tử tế trên suốt tuyến đường. Nhiều lần đi lại, tôi đã có được kinh nghiệm rằng nếu tôi chịu khó đón xe sớm hơn một chút thì chắc chắn là tôi luôn có chỗ ngồi. Có một người phụ nữ lớn tuổi, hình như lúc nào cũng đi cùng một tuyến đường với tôi. Lúc trước, khi tôi lên xe buýt sau bà, thì tôi luôn luôn phải đứng trong khi bà có chỗ ngồi đàng hoàng. Từ khi tôi đón xe sớm hơn, tôi luôn có mặt trên xe buýt trước bà và dĩ nhiên là ngồi chễm chệ trong khi bà phải đứng. Ban đầu tôi cảm thấy hơi day dứt, cảm thấy như mình đang giành chỗ ngồi của bà vậy. Nhưng lâu dần tôi mặc kệ cái cảm giác đó và cứ ngồi yên cái chỗ mình giành được. Hôm đó trên đường về nhà, khi vừa bước lên xe buýt, đột nhiên tôi cảm thấy buồn nôn khủng khiếp. Tôi cố gắng gượng lại, gồng mình để chịu đựng vì sợ rằng mình sẽ nôn ra đầy xe mất. Bỗng nhiên, một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng dìu tôi ngồi xuống ghế. Tôi ngạc nhiên khi nhận ra rằng đó chính là người phụ nữ tôi vẫn gặp mỗi sáng đi làm, là người mà tôi đã giành lấy chiếc ghế bằng cách đi làm sớm hơn. Bà dìu tôi ngồi vào ghế của bà và dịu dàng đứng bên cạnh, che cho tôi khỏi bị da quệt bởi những người lên xuống xe. Đến trạm dừng, tôi bối rối cảm ơn bà và đi về nhà. Từ ngày đó trở đi, sáng nào tôi cũng mong được gặp bà để có thể nhường ghế của mình cho bà. Theo Ngọc Khanh, chiếm ghế ngồi của một người khác trên xe buýt là một hành động không tốt, được xem là thiếu đạo đức, vì lòng ích kỷ nghĩ đến bản thân của mình. Mà trong bài học này, tác giả đã chân thật nói lên tâm niệm của mình đi sớm hơn để chiếm ghế ngồi của người khác. Một hành động xem thì bình thường, nhưng ý niệm trong tâm mình là một tâm niệm ác tham lam, chỉ biết nghĩ cho mình, chẳng nghĩ đến ai cả. Một hành động vì mình là một hành động xấu xa. Chúng ta làm người phải hiểu biết, nếu vì mình thì phải vì người. Vì chúng ta không thể sống có một mình, mà phải cùng sống có nhiều người. Có nhiều người thì mọi người vui thì mình mới vui. Thử hỏi, chỉ có một mình vui, còn bao nhiêu người không vui thì mình có vui được không? Cho nên sống trong tập thể là phải sống có tình, có nghĩa, có văn hóa đạo đức, có pháp luật, kỷ cương, có nề nếp tôn ti trật tự, vân vân. Chúng ta là những con người học đạo đức nhân bản thì nên cẩn thận từng tâm niệm của mình, vì nó thường xui khiến chúng ta làm những điều ác, những điều vô đạo đức, giống như tác giả viết bài trên đây đã làm một điều mà lương tâm tác giả hối hận vì chiếm chỗ ngồi trên xe buýt của người khác. Người học đạo đức thì luôn luôn thực hiện đức hiếu sinh nhường chỗ ngồi cho người khác, chứ không bao giờ chiếm chỗ ngồi của người khác. Bởi mọi hành động đạo đức hiếu sinh thì nhường chỗ ngồi cho người khác cũng là một hành động đạo đức nhân bản rất đáng khen và tán dương hành động đẹp đẽ đó, vì nó đem lại sự yên vui cho mình, cho người. Và như vậy, chúng ta mới thấy tâm mình hân hoan, một niềm vui lâng lâng thanh thoát nhẹ nhàng, khi biết mình đã làm một điều lợi ích cho người yếu đuối già cả, cho người phụ nữ có em bé nhỏ. Ngược lại, chúng ta chiếm chỗ ngồi của người khác là làm cho người ta mất chỗ ngồi, khiến họ phải khổ sở nhọc nhằn, trong khi chúng ta ngồi an ổn trên xe buýt. Sự an ổn như vậy không hạnh phúc và an vui đâu quý vị ạ. Đức thứ ba, đức hiếu sinh nhân quả nghiệp báo thân hành. Thương người đem lại sự bình an cho người là đạo đức hiếu sinh mà mọi người cần phải học tập, nhất là muốn sống được với đức hiếu sinh thì thường nhắc nhở tâm mình không nên làm khổ mình, khổ người và khổ tất cả chúng sinh. Chính nhờ sống có đạo đức được như vậy, đó là chúng ta sống với đức hiếu sinh nhân quả nghiệp báo thiện. Người sống với đức hiếu sinh nhân quả nghiệp báo thiện thì cuộc sống thường được bình an, yên vui, không tai nạn, không bệnh tật, trí tuệ thông minh, vân vân. Thời đại chúng ta là một thời đại văn minh tiến bộ về mặt khoa học kỹ thuật. Nhờ đó, công kỹ nghệ sản xuất ra nhiều vật chất phục vụ đời sống con người rất đầy đủ tiện nghi. Nhưng được mặt này mất mặt kia, nên đời sống con người về mặt văn hóa đạo đức đang xuống cấp trầm trọng.
Trong khi xã hội đạo đức đang xuống cấp, thì lại xuất hiện những thần đồng văn hóa đạo đức để quân bình vật chất và đạo đức loài người. Chúng ta hãy đọc những câu chuyện thần đồng đã xảy ra khắp nơi trên thế giới. Đó là những bài học văn hóa đạo đức từ những trẻ em khiến cho người lớn chúng ta phải thấy xấu hổ và giật mình. Đây là những bài học đạo đức từ các em thần đồng, bài học từ trẻ con. Chẳng biết đùa hay thật, nhà thơ Trần Đăng Khoa kể có lần anh bị một cậu bé ở Hải Dương dán cho một lưỡi tầm sét. Khi nghe giới thiệu người đàn ông trung niên đứng trước mặt là thần đồng thơ Việt dạo nào, cậu bé ấy nói luôn: "Ai chứ bác Khoa là con biết, bác chuyên làm thơ con cóc. Bác có bài thơ y hệt bài con cóc, đó là bài con bướm vàng. Kia là con cóc từ xa đến, nó ngồi đấy rồi nhảy đi. Đây là con bướm vàng, nó cũng từ xa đến rồi bay đi. Nghĩa chẳng có gì khác nhau cả, chỉ khác là bác cho con cóc đôi cánh của con bướm và bác cứ tưởng nó là con bướm, thật tình nó chỉ là con cóc thôi." Nhà thơ Trần Đăng Khoa rút ra bài học: "Lúc 8 tuổi như nó, tôi chỉ làm được những câu thơ ngớ ngẩn, chứ đâu đã có được những ý kiến riêng, đặc biệt là ý kiến khác mọi người." Tôi cũng có cảm giác giống như Trần Đăng Khoa khi đọc thơ Mark Twain, một thần đồng nước Mỹ. Mark Twain mắc bệnh hiểm nghèo, tác phẩm của cậu bé không chỉ chứng minh một nghị lực sống phi thường mà còn khẳng định một tài năng độc đáo. Mở đầu tập Khúc Hát Trái Tim, Mark Twain viết: "Cuốn sách này dành tặng những ai tin rằng cần phải biết ơn mỗi ngày qua như một món quà của cuộc sống." Cuộc đời Mark Twain thật ngắn ngủi, đã từ giã nhân gian lúc chưa đầy 14 tuổi, nhưng cậu bé nghĩ về mẹ: "Những khi tôi đau hoặc buồn thì mẹ cũng rất buồn hoặc rất đau." Và nhận ra sự cao thượng từ một chú chó nhỏ: "Hãy luôn tha thứ cho sự lãng quên, nhưng đừng bao giờ quên tha thứ." Có thể thần đồng thơ Việt Trần Đăng Khoa hay thần đồng thơ Mỹ Mark Twain là vài trường hợp hy hữu, nhưng không thể che lấp được thực tế trẻ con đang ngày càng thông minh hơn. Mặt khác, nếu chịu khó quan sát, thì từ sự hồn nhiên và trong trẻo của trẻ con sẽ mang lại cho chúng ta nhiều cái giật mình thú vị. Đứa cháu gái của tôi sống ở Hồng Kông, nghỉ hè được về Việt Nam chơi. Tôi dắt cháu đi dạo ở trung tâm Sài Gòn và mua cho mấy cái kẹo. Khi bỏ viên kẹo vào miệng rồi, cháu cứ cầm mãi cái vỏ kẹo. Tôi giục quăng đi, cháu nhìn quanh rồi phụng phịu: "Không thấy thùng rác nào gần đây đâu cậu ạ." Cứ thế, cháu nắm chặt cái vỏ kẹo trong tay cho đến khi tìm được thùng rác thì bàn tay được ướt đẫm mồ hôi. Ở nước ta, hình như các lớp mẫu giáo cũng dạy thiếu nhi giữ gìn vệ sinh công cộng, nhưng người lớn xả rác bừa bãi thì trẻ con làm sao noi gương. Về nhà, tôi khen đứa cháu gái 6 tuổi ngay trước mặt đứa cháu trai 7 tuổi. Bé là thần tượng của cậu về ý thức bảo vệ môi trường. Không ngờ, thằng cháu không được khen nên giận, không thèm nói chuyện với tôi suốt cả buổi chiều. Sáng hôm sau, thằng cháu vừa gặp tôi đã nhe răng cười: "Cháu không ghét chú nữa." Tôi hỏi: "Tại sao? Không ganh tị nữa à?" Thằng cháu lắc đầu: "Ghét chú làm đêm qua cháu khó ngủ quá. Ghét người ta thì mình cũng mệt lắm. Từ nay cháu không ghét ai nữa." Thú thật, tôi không thể ngờ lại nhận được hai bài học thấm thía nơi hai đứa cháu nhỏ dạy. Tuổi tác ngày một nhiều, tôi càng thấy trẻ con là một thế giới vô cùng đáng trân trọng. Chúng ta thường tự hào đã làm điều này điều nọ cho thiếu nhi, nhưng ít chịu thừa nhận rằng trẻ con cũng giúp người lớn sống tốt đẹp thêm. Trẻ con không mưu cầu gì, trẻ con không nhân danh ai, nên những lời trẻ con thật chân thành. Tôi tự nhủ, hãy học tập cái nhìn xanh tươi của trẻ con để mỗi ngày luôn mới mẻ và lương thiện. Người lớn dạy dỗ trẻ con luôn luôn trưởng thành, mà có khi người lớn cũng học được những bài học của trẻ con. Lê Thiếu Nhân, báo Tuổi Trẻ. Những câu chuyện thần đồng trên đây là những bài học đạo đức từ trẻ em đã khéo nhắc nhở mọi người lớn hãy rèn luyện nhân cách đạo đức của mình. Trẻ em còn biết đạo đức, còn chúng ta là người lớn thì làm sao đây? Không lẽ chúng ta là anh, chị, là cô, dì, chú, bác, là ông, bà, cha, mẹ của các cháu mà sống không bằng đạo đức của các cháu sao? Các cháu biết giữ gìn vệ sinh từ cái vỏ kẹo mà phải kiếm thùng rác để bỏ vỏ kẹo vào, không chịu ném bỏ bậy bạ. Trong lúc chúng ta là cô, bác, dì, cậu, mợ, anh, chị của các cháu mà quăng ném rác bừa bãi, đi đâu tôi cũng thấy bao bì bằng ni lông ném bỏ khắp nơi, thậm chí ngay cả dưới chân bảng đề chữ ấp văn hóa.
mà rác rến bao ni lông đầy dãy dưới chân. Hành động cháu bé tìm thùng rác bỏ vỏ kẹo vào là một bài học vệ sinh môi trường có một giá trị đối với toàn dân trong một đất nước độc lập. Cho nên chúng ta là anh chị cô bác của các cháu, thì hãy học gương hạnh đức vệ sinh của cháu bé này mà thực hiện đời sống đạo đức vệ sinh môi trường. Rác bẩn thì nên chia ra làm hai phần, phần hữu cơ và phần vô cơ. Phần hữu cơ như vỏ trái cây, rau cải, úng hư thối thì để riêng, và phần vô cơ như bao bì bằng bọc ni lông thì bỏ riêng ra. Vỏ trái cây và rau quả úng hư thối thì đem bỏ có nơi chốn kín đáo hoặc chôn lấp, không nên để mùi hôi thối bay bốc lên làm ô nhiễm không khí. Phần vô cơ như bao bì bằng ni lông thì đem thiêu đốt, không nên ném bỏ bậy bạ. Nhất là cô bác anh chị lại quăng ném ra ngoài đường nơi công cộng, mọi người qua lại, làm bẩn thỉu môi trường vô cùng. Hiện giờ chúng ta đi bất cứ nơi đâu, khắp cùng trong đất nước, từ hang cùng ngõ hẻm đến thành phố đông người đi lại tấp nập, nhưng đều thấy bao bì ni lông ném quăng bừa bãi dọc hai bên lề đường. Dù đường lớn hay đường nhỏ đều đầy dãy rác bẩn. Trước nhà, sau nhà của mọi người dân đều thấy rác bẩn, nhất là bao bì ni lông lại quăng ném khắp nơi, trông thấy mất vệ sinh không thể tưởng. Thấy thế chúng ta biết ngay, đời sống của nhân dân không có văn hóa chút nào cả. Thật là đáng trách. Một người công dân trong một nước độc lập mà sống thiếu đức vệ sinh như vậy thì không xứng đáng là một người công dân trong một nước độc lập. Một nước tiên tiến văn minh khoa học kỹ thuật mà nhân dân nước đó sống không giữ gìn đức vệ sinh môi trường thì nước đó có văn minh thật sự đi nữa cũng không xứng đáng là một nước văn minh tiên tiến khoa học kỹ thuật. Một nước gọi là một cường quốc thế giới mà nền văn hóa đạo đức vệ sinh môi trường sống còn kém cỏi đến mức độ như vậy thì không thể nào chấp nhận là một cường quốc thế giới được. Cho nên đạo đức vệ sinh môi trường có tầm quan trọng rất lớn. Một đất nước muốn có tầm cỡ quốc tế thì toàn dân cần phải ý thức được trách nhiệm và bổn phận văn hóa đạo đức của mình đối với quê hương tổ quốc, để đất nước xứng đáng sánh vai cùng với các nước tiên tiến trên thế giới. Một cháu bé biết giận hờn là tự mình làm cho mình đau khổ, nên giữ thái độ vui vẻ bình thường. Ai đã dạy cho trẻ con điều đó? Chính từ trong nhân quả nghiệp báo tiền kiếp đã sống trỗi dậy và nhắc nhở chúng. Nếu tiền kiếp chúng không có huân tập những đạo đức ấy thì làm sao kiếp này chúng biết lý luận để xả tâm mình thoát khỏi những ác pháp như vậy? Thật là tuyệt vời, trẻ con mà còn biết xả tâm để được giải thoát. Còn chúng ta là những người lớn thì làm sao đây? Không lẽ chúng ta là những người lớn có đầy đủ trí hiểu biết về cuộc đời mà không xả tâm sân hận khổ đau được như các cháu sao? Những bài học từ trẻ con là tấm gương sáng chói, nhắc nhở cho người lớn phải biết trong xã hội đạo đức đang mất dần. Vì thế, chúng ta hãy xem những bài học này quý giá vô cùng. Trẻ con thời đại này sao mà thông minh về đạo đức không thể ngờ được. Có phải chăng vì nền đạo đức của loài người đang xuống cấp trầm trọng thì quy luật nhân quả phải điều hành để cân bằng thiện ác, không thể để ác nhiều. Vì thế các vị thần đồng đạo đức xuất hiện để cân bằng thế giới vật chất và đạo đức. Cho nên trẻ con ngày nay phát triển trí tuệ mọi mặt rất sớm, đó là một việc tự nhiên của vũ trụ. Nhờ đó mà con người mới ra sức rèn luyện nhân cách đạo đức làm người, làm thánh, để chuyển dần cuộc sống đến chỗ hoàn toàn yên vui và hạnh phúc chân thật. Gieo bòn phước đức. Người người làm phước thiện, nhà nhà làm phước thiện, chuẩn bị ngay hiện tại để sống có tương lai. Bố thí là gì? Bố nghĩa là cung cấp, thí là dâng tặng cúng. Dâng tặng cúng cung cấp gọi là hạnh bố thí. Con người do có lòng tham không đáy nên gây tạo nhiều đau khổ cho nhau, rồi cứ mãi sống trong tâm trạng bất an, dễ tị hiềm, phiền giận. Vì vậy phải tập bố thí, chính là thể hiện sự cảm thông chia sẻ với cái khó của người chung quanh, bớt lòng vì kỹ, tăng lòng thương người, làm lợi ích cho con người. Từ đó tánh tham lam nhẹ dần, những ích kỷ tật đố nhỏ nhen ít có cơ hội phát triển. Biết rõ gốc nghèo khổ từ keo kiệt mà ra, muốn không sầu nghèo oán, hạnh bố thí cần chuyên. Một vị A-la-hán trên đường đi gặp một bà già nghèo. Bà đã than thở rằng:
Bạch Đại Đức, con đã già rồi mà cơm không đủ no, áo không đủ mặc, sự sống nghèo khổ quá. Vị A-la-hán nói rằng, cái khổ này có nguyên nhân. Bây giờ bà hãy bán cái nghèo đi thì sẽ hết nghèo khổ. Bà già ngạc nhiên hỏi, cái nghèo khổ làm sao mà bán được? Nếu có người mua, con sẽ bán. Tôi đồng ý mua. Bà hãy bán cái nghèo bằng cách bố thí cúng dường. Con nghèo quá, làm sao có tiền để bố thí cúng dường? Không phải giàu có mới bố thí được. Bố thí vì lòng thương đối với mọi người. Bố thí để diệt trừ cấu uế của tâm bõn sẻn. Bằng sử dụng tâm chân chính thì quả lành sẽ đến với bà. Vậy ngài hãy dạy con cách bố thí. Bà hãy ra bờ sông, múc một chén nước đem về đây. Bằng sự thành tâm cúng dường, bà sẽ bán được cái nghèo. Nghe lời chỉ dạy, bà già nghèo đi lấy nước đem về cúng dường cho vị La Hán với tấm lòng hoan hỷ chân thật và thành kính. Sau khi cúng dường xong, trở về nhà. Mấy hôm sau bà qua đời. Do công đức cúng dường y như pháp chiêu cảm quả báo tốt, bà được sanh về cõi trời. Ở cõi trời có thần thông, bà dùng thiên nhãn nhìn lại xác chết của mình, thấy quá tồi tàn. Còn hiện tại mang thân tiên nữ trẻ đẹp, an vui, cảm nhận công đức cúng dường, bà tiếp tục lập hành bố thí để phước đức tăng trưởng. Đây là câu chuyện đơn giản mà sâu sắc. Con người khi sinh ra có sự bất đồng về giàu nghèo, sang hèn, đẹp xấu. Đây là do chúng ta đời trước làm lành hay làm ác mà thọ quả tốt xấu khác nhau. Vì vậy, người biết được lẽ này sẽ không oán trách người hay tự dằn vặt mình, mà cố gắng cải đổi vận mệnh, tập sống có ý nghĩa để tăng trưởng phước đức, thoát cảnh cơ cực. Phương tiện để gieo bòn phước đức là phát tâm bố thí. Làm được 10 đồng chỉ tiêu xài khoảng 2-3 đồng, còn lại để dành hoặc tập bố thí. Đem tiền bạc của cải bố thí giúp đỡ những người khốn khó là cách cất giữ của cải khôn khéo nhất. Vì sao vậy? Đó là chúng ta đang gửi tiền vào ngân hàng, nhân quả rất an toàn, bảo đảm. Để rồi một ngày nào đó, khi hữu sự cần đến, sẽ chiêu cảm phước đức cho ta đầy đủ những điều kiện thuận lợi, thành tựu mọi việc. Nếu làm có được bao nhiêu, tiêu xài hết bấy nhiêu, thì làm sao có tiền để gửi ngân hàng? Làm sao sự sống có hậu? Vậy ngay hiện tại, hãy thường xuyên bố thí, gieo bòn phước đức để tương lai hưởng quả tốt đẹp. Bố thí là ruộng phước của nhân loại. Người có tâm bố thí là tập cho mình có đời sống cao thượng, sống có tương lai. Do bố thí nên đã gửi tất cả những của cải trên cánh đồng phước lành và coi như của cải ấy được giữ gìn mãi mãi. Hơn nữa, chúng ta là những người tu học theo hạnh của Đức Phật. Thấy người khổ cũng như mình khổ, phải tìm cách cứu giúp họ. Làm sao cho mọi người hết khổ, được vui, giải thoát khỏi sanh tử luân hồi là tâm nguyện của chư Phật và cũng là của những người con Phật chúng ta. Mạng sống ngắn ngủi, của cải là giả tạm. Chúng ta phải biết tận dụng thời gian của cải để làm lợi ích cho con người theo tinh thần vô ngã vị tha mà Đức Phật đã dạy. Vì thương người mà thí, vì hy sinh mà thí, vì bổn phận mà thí, vì giác ngộ mà thí. Phước đức là nhu cầu cần thiết trong sự sống của con người. Nếu kém phước thì đời sống vất vả, phiền muộn. Cái phước này không ai ban cho ta, tự ta gieo bòn
và hưởng lấy mà thôi. Bố thí là hạnh gieo bòn phước đức thù thắng nhất. Bố thí có bốn loại là tài thí, pháp thí, vô úy thí và bố thí bất nghịch ý. Một, tài thí, vật thực mình làm ra. Khi thấy người thiếu hụt, dâng tặng cúng cho người, được gọi là tài thí. Tài thí là dùng tài sản vật dụng giúp đỡ cho những người nghèo đói, thiếu thốn, đau yếu. Trong tài thí có thí ngoại tài và thí nội tài, như thức ăn, đồ mặc, tiền xe, ruộng, nhà của. Dâng tặng cúng cho người là hạnh thí ngoại tài. Tiền bạc vật chất của mình làm ra, khi thấy người đang đau khổ, thiếu hụt, đem bố thí cho người là thí ngoại tài. Một người từ xa đến, ta mời một ly nước uống cho đỡ khát, hay dọn một bữa cơm ăn cho đỡ đói là bố thí đúng chỗ, sẽ có phước đức. Tất cả Phật tử ở xa khi đến chùa, thầy thường nhắc nhở trong chúng phải tiếp đón ân cần. Người Phật tử đến chùa vì tam bảo, vì cầu pháp, nên nhiệm vụ của thầy và của chúng phải tiếp rước. Khi mới đến thì rửa mặt, lau mặt cho khỏe, rồi uống nước, dùng cơm. Còn chuyện tìm hiểu đạo lý, thỏa mãn thắc mắc nơi nội tâm để tâm sự sau. Căn bản ban đầu là tạo cho thân tâm khỏe khoắn, bình an. Hành động đó không tốn tiền, nhưng thấm đượm nghĩa tình là có phước đức. Vậy nên những hành động đơn giản bình thường, nếu chúng chịu làm, tức là tập sống có ý nghĩa, có phước đức. Mỗi tuần, mỗi tháng, kiểm tra số tiền kiếm được, hành giả hãy nhìn lại công sức mình đóng góp cho người và xã hội. Nếu thấy sự đóng góp nhiều hơn, chúng ta có quyền nở một nụ cười vui vẻ, vì biết rằng mình đang tích lũy phước dần theo năm tháng. Ngược lại, nếu thấy mình không làm được lợi ích gì cho xã hội mà kiếm tiền được quá nhiều, nên phải tìm cách cúng dường, bố thí, gieo bòn phước đức, chuẩn bị cho tương lai. Khi bố thí cúng dường, vật chất và tinh thần phải song đôi. Phẩm vật dâng cúng phải gói kèm với tâm chân thành hoan hỷ, phước đức mới thù thắng vi diệu. Một thời Đức Phật ở nước La Duyệt Kỳ, tại núi Kỳ Xà Quật. Lúc bấy giờ, vua A Xà Thế thỉnh Đức Phật dự lễ trai tăng trong hoàng cung. Sau khi thọ trai, Đức Phật trở về tịnh xá Kỳ Hoàng. Vua bèn hỏi Kỳ Bà rằng: "Ta thỉnh Phật thọ trai xong, nay không biết nên làm gì?" Kỳ Bà nói rằng: "Ngài nên đem dầu đèn để cúng dường Phật." Vua liền sai chở 100 thùng dầu về tịnh xá Kỳ Hoàng. Một bà già rất nghèo, với tâm chí thành muốn cúng dường Đức Phật mà không có tiền. Bà thấy vua A Xà Thế làm công đức như vậy, rất lấy làm cảm kích. Bà xin được 2 tiền, liền đi mua dầu. Chủ quán hỏi: "Bà nghèo túng, xin được 2 tiền, sao không mua đồ ăn mà lại mua dầu?" Bà già đáp rằng: "Tôi nghe ở đời gặp Đức Phật rất khó, vạn kiếp mới được gặp. Tôi may mắn ra đời gặp Phật mà chưa có dịp cúng dường. Này tôi thấy vua làm việc đại công đức, tôi tuy cùng khổ cũng muốn cúng dường ngọn đèn để làm căn bổn cho đời sau." Nghe vậy, người chủ quán cảm phục chí nguyện của bà già, liền đông thêm 3 tiền thành 5 tiền dầu. Bà đến trước Đức Phật thắp đèn lên, tự nghĩ dầu thấp không quá nửa đêm. Bà phát nguyện rằng: "Nếu như sau này tôi chứng đạo vô thượng như Đức Phật, thì ngọn đèn này sẽ đỏ suốt đêm và sáng tỏ khác thường." Phát nguyện xong, bà lễ Phật
rồi về. Các ngọn đèn của vua cúng dường, có ngọn tắt, có ngọn tỏ. Tuy có người sang sốc, nhưng vẫn không được chu toàn. Riêng ngọn đèn của bà lão chiếu sáng hơn các ngọn đèn khác, suốt đêm không tắt, dầu lại không hao. Trời sáng, Đức Phật bảo ngài Mục Kiền Liên rằng: trời đã sáng, hãy tắt các ngọn đèn. Mục Liên vâng lời, thử lớp tắt đèn. Nhưng riêng ngọn đèn của bà lão nghèo thổi 3 lần không tắt. Sau lấy áo cà sa mà quạt, ngọn đèn lại đỏ rực hơn. Đức Phật bèn bảo rằng: hãy dừng lại, ngọn đèn đó là hào quang công đức của một vị Phật tương lai, không thể lấy thần thông của ngươi mà diệt trừ được. Vua A Xà Thế nghe nói, liền hỏi Kỳ Bà rằng: ta làm công đức rộng lớn như vậy mà Đức Phật không thọ ký cho ta thành Phật. Còn bà già kia chỉ thắp một ngọn đèn mà được thọ ký là cớ làm sao? Kỳ Bà đáp rằng: ngài cúng đèn tuy nhiều mà tâm không chuyên nhất, không bằng được tâm thuần nhất thành kính của bà kia đối với Đức Phật. Đem sức lực mình có, công quả giúp chúng sanh, được ích lợi an vui là hành thí nội tài. Có nhiều cách tạo phước như đắp đường, xây cầu, tạo thuận tiện cho việc giao thông đi lại, trồng cây hai bên đường có bóng mát cho người đi đường, bảo vệ môi trường, tạo không khí trong lành, ảnh hưởng tốt cho sức khỏe con người. Phật tử đi lấy thuốc nam cung cấp cho phòng thuốc từ thiện để bố thí cho bệnh nhân nghèo. Những vị lương y bốc thuốc, cạo gió, giác hơi, tận tụy phục vụ bệnh nhân, vân vân. Những công việc đó càng làm càng có phước. Phật tử thường xuyên về chùa niệm Phật cũng là tạo phước đức. Niệm Phật một câu, phước sanh vô lượng. Lễ Phật một lễ, tội diệt hàng sa. Đủ mọi cách để gieo bòn phước đức nếu chúng ta chịu làm phước bố thí. Một người biết tạo phước là người đóng góp nhiều hơn hưởng thụ. Luôn nghĩ đến lợi ích của chúng sanh và làm việc nhiệt tình hơn là chỉ nghĩ đến lợi lộc cá nhân. Hãy bố thí thế nào mà chúng ta cảm thấy sự đóng góp của mình đối với xã hội luôn luôn cao hơn quyền lợi thu về. Được như vậy, chúng ta sẽ có phước đức lớn về sau. Còn những kẻ chỉ muốn hưởng thụ tối đa với công sức bỏ ra, trước mắt họ có vẻ giàu sang, nhưng tương lai họ sẽ là người khốn khổ vì tổn phước. Có phước không biết tiết kiệm thì phước cũng hết thôi. Có một câu rất hay mà Phật tử cần nên nhớ: nghèo hèn sanh tiết kiệm, tiết kiệm nên giàu có, giàu có sanh kiêu sa, kiêu sa nên nghèo hèn. Biết tạo phước phải biết tiết kiệm phước để lúc nào sống cũng đầy đủ phước lành. Khởi đầu hạnh bố thí bằng tấm lòng thương xót, đem vật mình có dư dâng cho kẻ thiếu hụt. Khi thấy người đang thiếu thốn, khó khăn, chúng ta phải khởi lòng thương người. Những vật mình có dư đem giúp đỡ cho người. Hạnh bố thí là san sẻ, có san sẻ mới có tình thương và tăng trưởng phước đức. Những gì ta đang dùng, người khác dùng lợi hơn, ta sẵn sàng dâng hiến với tấm lòng hoan hỷ. Hiện tại chúng ta phải cố gắng gieo bòn từng chút phước. Gieo nhân thì hưởng quả, nếu gieo nhân ác phải gánh lấy quả ác. Nếu gieo thật nhiều nhân phước đức, chúng ta sẽ có tương lai tốt đẹp. Những gì chúng ta đang dùng
mà thấy người khác sử dụng có lợi ích hơn, có kết quả nhiều hơn, thì nên hiến tặng. Cũng như thầy mua một cuốn sách nói về những cây thuốc để trị bệnh, thấy khả năng mình chưa đủ, thầy tặng lại cho một vị lương y làm việc trong phòng thuốc từ thiện, để vị lương y này có phương tiện nghiên cứu, tìm tòi kinh nghiệm trị bệnh cho những bệnh nhân nghèo. Nhờ cuốn sách này mà chữa lành bệnh cho 100 người, 1.000 người, thì phước đức của mình cũng có trong đó. Bố thí đúng chỗ, đúng đối tượng, có lợi ích cho đông đảo con người, thì phước đức sẽ vô cùng tận. Ví như một xóm làng thiếu nước, chúng ta khoan một cái giếng để có nước cho dân làng dùng. 100 người xài nước, 1.000 người xài nước. Nước giếng được con người tiêu dùng mãi mãi, từ đó phước đức của người khoan giếng cũng tăng trưởng theo thời gian. Chúng ta đóng góp công của xây dựng một ngôi chùa. Ngôi chùa đó có hàng trăm, hàng ngàn người đến nương tựa để tu học, phát triển tâm linh giác ngộ, thì phước đức rất lớn. Còn nếu xây dựng để phục vụ quyền lợi riêng tư của cá nhân, không phải phục vụ cho số đông, ngôi chùa đó lạnh ngắt, thì phước rất yếu, bởi tác dụng phục vụ yếu. Vì vậy, khi làm phước, phải xác định rõ việc làm của mình để đầu tư đúng chỗ. Việc làm tuy ít nhưng kết quả cao. Khi bố thí cho người, mặc thân tâm vui vẻ, cảm ơn người thọ thí, chẳng cần cầu đáp chi. Người nhận của bố thí hoan hỷ vì được của, người thí mừng vui hơn vì gieo được phước lành. Việc bố thí muốn kết quả bền vững tốt đẹp, hành giả hãy chấm dứt sự suy nghĩ về việc biết ơn và bội ơn, mà lấy sự bố thí làm niềm vui nội tâm. Đem của cải bố thí cho mọi người mà không hối tiếc, chẳng cầu danh vọng, chẳng cầu lợi dưỡng, mà chỉ muốn làm lợi ích cho con người, giúp cho người lìa khổ được vui. Bố thí cho người, ta phải cảm ơn và tôn trọng người thọ thí, vì người mà ta có được phước lành. Bố thí không điều kiện, làm phước không vụ lợi. Tâm chúng ta trải rộng thênh thang, vui vẻ và an lành. Bố thí có điều kiện, nhận phẩm vật bố thí nặng nề lắm, giống như một sự đổi chác. Thi ân bớt cầu báo, vật cho đi không mong lấy lại, làm phước không cầu đền đáp. Khi bố thí giá trị phẩm vật và phong cách con người, cần hoàn hảo viên dung. Phát tâm nào bố thí, tùy nhân quả đó cảm. Như vì vui mà thí, sao ác đặng an vui. Đem tiền tặng cho người bằng tâm vui vẻ, sau này người khác đem tiền tặng cho ta cũng bằng niềm vui. Cầm tiền cho người bằng tâm buồn phiền thì người khác cầm tiền cho mình cũng như vậy. Khi bố thí, chúng ta cần phải biết rõ điều đó. Bổn phận làm con, phải báo đáp công ơn cha mẹ. Cha mẹ còn sống ngày nào, tùy theo khả năng, hoàn cảnh của chúng ta, cung cấp thức ăn, vật uống, có gì dâng nấy, dù ít hoặc không cao lương mỹ vị, nhưng với tấm lòng thành kính chăm sóc, sẽ làm cho cha mẹ vui hơn là mâm to cổ đầy mà thiếu sự quan tâm, thiếu sự lễ phép. Khi bố thí, dù là người xin ăn, ta cũng phải tôn trọng và thành tâm mới có phước đức. Còn cho mà khinh rẻ, mạt sát, sẽ có quả báo về sau. Với phẩm vật bố thí cúng dường, chúng ta nên nguyện cầu tam bảo thường còn, chúng sanh lợi lạc thì phước đức tốt đẹp, bền vững. Có những người bố thí rất nhiều, nhưng sau đó rơi vào hiện tượng
làm ơn mắc oán. Bố thí không thấy phước mà chỉ thấy phiền não. Lý do là bố thí mà mong cầu danh lợi, mong cầu quả báo, không lượng sức mình hoặc thiếu trí tuệ. Hôm nay có người bạn đến mượn 1 triệu, xét lại trong túi chỉ có 100 ngàn. Chúng ta chỉ có thể tặng cho người bạn 100 ngàn đó. Còn việc cho mượn 1 triệu là ngoài khả năng, không thể giúp đỡ được. Mong bạn hoan hỷ. Nếu mình đi mượn 1 triệu giùm bạn, số tiền đó nếu bạn không hoàn trả lại thì mình phải gánh số nợ, để rồi bực tức trách hờn thì phước không thấy, chỉ thấy phiền não. Đem tài sản như nhau, bố thí cho một người, vì dụng tâm không đồng nên kết quả sai khác. Ngày xưa tại một địa phương nọ thuộc nước Ấn Độ, có ngọn núi Ảm Sơn. Nơi đây tập trung nhiều vị tu hành và được người dân rất kính mộ. Một hôm, có một vị trưởng giả đem người nhà lên núi thiết trai cúng dường. Trong thôn đó có một cô gái nghèo, độ tuổi 17-18, đi ăn xin để sống qua ngày. Hay tin này, cô gái hớn hở đi theo vì nghĩ rằng mình sẽ được một bữa no bụng. Khi thấy cổ chay của ông trưởng giả dâng cúng đầy đủ các thứ mỹ vị thơm tho, tinh khiết, cô chợt nghĩ, kiếp trước chắc hẳn vị trưởng giả này dày công, tu nhân tích phước, nên ngày nay mới được giàu có. Và ông ấy lại tiếp tục hạnh lành như vậy, thì phước quả kiếp sau của ông còn nhiều nữa. Ngẫm lại thân ta thật đáng thương, chỉ vì kiếp trước không biết tu tạo phước lành nên bây giờ mới chịu cảnh bần cùng thế này. Nếu giờ đây ta không lo tạo phước đức thì kiếp sau chắc còn nghèo khó hơn nữa. Cô móc trong túi ra chỉ có 2 đồng tiền. Biết rằng 2 đồng tiền này có thể mua được 2 cái bánh ăn tạm khi đói lòng, nhưng cô xét nghĩ, nếu ta đem cúng dường các vị tu hành nơi đây thì ta cũng không đến nỗi chết kia mà. Nghĩ rồi, cô gói 2 đồng tiền lại, đợi các vị tăng ni dùng trai xong, cung kính cúng dường. Theo quy tắc của chùa, nếu có ai bố thí cúng dường thì chỉ có vị sư tri khách đứng lên thay mặt chư tăng hồi hướng chúc phúc cho thí chủ. Nhưng lần này cô gái nghèo lại được chính vị sư trụ trì thân hành ra trước mặt cô mà chúc phúc rằng, tất cả bảo vật trên thế gian này đều ở trong phẩm vật mà người đồng nữ này bố thí cho kẻ xuất gia. Việc cúng dường này dị cầu phước báo. Vậy bần tăng chúc cho thí chủ vĩnh viễn lìa khỏi nghèo khó. Cô gái nghe xong, trong lòng không thể kể xiết nỗi niềm hân hoan. Sau khi rời khỏi chùa, cô tới dưới một gốc cây cổ thụ nằm nghỉ và ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Khi dần dương đã xế bóng, có một đoàn người rầm rộ đi đến. Thấy bóng cây vẫn không thay đổi và trên đỉnh cây cao lại có đám mây ngũ sắc như tàn lộng che cho cô gái, khác nào thiên nữ hiện xuống trần. Mọi người lấy làm kinh ngạc. Vị quốc vương chủ đoàn đã nhìn thật lâu và nhận ra đó là một cô thiếu nữ, tuy lắm lem nhưng có một thân hình mảnh mai, vẻ mặt xinh tươi nên đem lòng yêu mến, và ngài đã cưới cô làm vợ. Từ đó nàng trở thành một hoàng hậu có đầy đủ quyền uy, giàu sang và hạnh phúc. Một ngày nọ, hoàng hậu cùng tùy tùng đến cúng dường nơi ngôi chùa cũ và chở theo 1 xe tiền. Sau khi các vị tăng thọ trai xong, đến lúc chúc phúc cho thí chủ thì vị sư tri khách thân ra.
không thấy vị sư trụ trì như lần trước. Hoàng hậu ngạc nhiên hỏi rằng: Ngày trước ta chỉ bố thí có 2 đồng tiền thôi mà sư trụ trì ân cần tiếp rước, còn bây giờ ta cúng dường tiền bạc nhiều hơn, tại sao sư trụ trì không đón nhận? Đại chúng cũng đều thắc mắc như vậy, thấy mọi người xôn xao. Vị sư trụ trì liền dâng tập đại chúng và khai thị rằng: Ngày trước tuy hoàng hậu cúng dường chỉ có 2 đồng, nhưng là cả một gia tài lúc ấy với tâm thành chí cao khả quý. Còn bây giờ vật thí thì rất nhiều, nhưng với tâm khác hơn, không như ngày trước. Nên biết rằng Phật pháp không trọng lượng vật chất, mà trọng ở tấm lòng phát tâm. Lược trích truyện Phận đẹp duyên may trong bộ truyện Cổ Phật giáo tập 2 do Minh Chiếu sưu tập. Khi cúng dường tam bảo hay giúp đỡ tiền bạc của cải cho ai, thì giá trị vật chất và giá trị tinh thần phải song đôi. Nếu khuyết một mặt thì kết quả không được thù thắng. 2. Pháp thí. Pháp thí là công đức quan trọng trong Phật pháp. Hoặc tự mình đã thông đạt giáo pháp rồi nói lại cho người khác nghe, hoặc thuộc lời lời dạy của các bậc giác ngộ, hoặc đưa kinh sách cho người xem, đều gọi là pháp thí. Dịch kinh, ấn tống kinh cho mọi người xem hiểu, hoặc thuyết pháp độ người, gọi là bố thí pháp. Pháp thí có rất nhiều cách. Tặng cho một người một cuộn băng, một quyển kinh, một lời nói đạo đức, pháp thí công đức rất lớn. Nếu người giàu trí tuệ, hãy siêng bố thí pháp, giáo hóa cho chúng sanh, được ích lợi an vui. Pháp là chân lý, là lời dạy phù hợp lương tâm, đạo đức và trí tuệ nơi con người. Người nghe được giáo pháp sẽ bỏ ác theo thiện, bớt si mê, thêm trí tuệ. Những đạo lý thánh thiện này đi sâu vào tiềm thức, chỉ đạo hành vi và ngôn ngữ khiến chúng sanh lần lần trở nên thánh thiện. Bố thí pháp là đem giáo pháp quý báu của Đức Phật mà giảng dạy cho chúng sanh đang chìm trong vô minh, trí tuệ bị che lấp. Do si mê tham ái nên chìm đắm trong luân hồi sinh tử. Hãy lấy pháp Phật rửa sạch trần tâm, và qua hành trì chánh pháp để chúng ta thấm nhuần mưa pháp, tưới tẩm hạt giống bồ đề nơi tâm chúng sanh, và ngày nào đó nó ra hoa giác ngộ, trổ quả giải thoát. Kính lạy pháp, thuyền từ phổ độ, đưa người ra biển khổ mênh mông, giúp con sống trọn tấm lòng, thương yêu tỉnh thức giữa dòng tham sân. Pháp thí mang đến lợi ích lâu dài và công đức lớn lao, giúp con người biết rõ lẽ thật cuộc sống, hiểu rõ nhân quả nghiệp báo, nên bỏ điều tội lỗi, làm điều lành, nhàm chán ngũ dục, xa lìa trần cấu, dứt các phiền não trong hiện tại, tinh tấn đạt đến chân thiện mỹ, rốt ráo thành Phật. Pháp thí dứt phiền não, pháp thí phá ngu si, pháp thí khai trí tuệ, pháp thí đức không lường. Pháp thí là những lời nói đạo đức tư hoa. Người Phật tử phải thấm nhuần chân lý Phật Đà để nói lời ngay thật, hòa nhã vui tươi, đạo đức hiền từ, khiến cho con người yêu thương nhau. Giá trị của con người là lời nói, phải biết kết hợp lời nói vào mục đích thánh thiện, đem lại lợi ích cho mình và mọi người. Đó cũng là pháp thí. Miệng ta là cánh hoa sen, một khi hé nở
một phen thơm lừng. Tiếng ta là gió mùa xuân, một cơn thổi nhẹ muôn dân mát lòng. Lời nói là nơi phát xuất những suy tư ý nguyện của mình, đồng thời nó cũng là nguồn gốc của bao tai họa đau khổ. Lời nói rất quan trọng, một khi thốt ra phải suy nghĩ cân nhắc kỹ càng. Nói mà không suy nghĩ có khác nào bắn mà không nhắm vào mục tiêu. Nếu lời nói của ta không đem lại sự lợi ích nào cho bản thân và mọi người thì nên im lặng. Bởi có khi một lời nói làm người khổ 2 tháng hoặc làm người chết luôn. Tội lỗi ghê lắm. Nên có câu: họa tai vì miệng mà nên, bệnh căn vì miệng mà rên phù trầm. Họa từ cái miệng, phước cũng từ cái miệng. Vậy hãy tu nơi cái miệng. Có những người khi họ nói ra điều gì, mọi người đồng hưởng ứng và nghiêm túc thực hành, vì đây là lời nói có phước mà tác thành kết quả. Cũng có những người nói rác cổ họng mà không có ai nghe. Lúc đó đừng trách người, buồn người, mà hãy tự trách mình, vì phước đức còn yếu nên lời nói nhẹ cân quá. Pháp thí là dùng lời nói hòa nhã, dịu dàng, từ ái mà an ủi khuyên lơn, khiến cho muôn loài sinh lòng thương mến, cảm phục, rồi từ đó mà theo ta học đạo. Vậy người Phật tử muốn cảm hóa dẫn dắt người chung quanh về con đường chân chánh thì trước tiên phải áp dụng cho được pháp thí. Nghĩa là luôn luôn trong mọi trường hợp phải dùng lời ôn hòa nhã nhặn, khiêm tốn khi tiếp xúc với mọi người. Nhất là khi con người đang ở trong cảnh khổ thì những lời khuyên lơn dỗ về vô cùng quý báu, vì có thể xoa dịu vết thương lòng, làm cho người vô cùng cảm kích. Lời nói khó quên, giá trị khôn cùng. Công dụng thí tài sản, trừ nghèo nàn vật chất. Công dụng thí chánh pháp, giải thoát khổ tâm hồn. 3. Vô úy thí, dùng oai lực hộ trì, khiến người không lo sợ, khiến người tâm an ổn, là hành thí vô úy. Không làm hoang mang lo lắng sợ hãi, thường trấn an tâm hồn, tạo sự bình an cho con người, là hành thí vô úy. Người sống trong cõi đời chỉ toàn sợ và sợ. Sợ thiếu ăn thiếu mặc, sợ sanh già bệnh chết, bao thứ sợ chồng chất phủ lên đầu chúng sanh. Bồ Tát thấy thương xót, thí vô úy cứu người. Giàu sợ tài sản bị trộm cướp, nghèo sợ đói không đủ cơm ăn áo mặc. Một ngày có biết bao cái sợ chồng chất nơi tâm hồn chúng sanh. Mỗi khi lo sợ điều gì, hãy niệm Phật để giảm bớt lo sợ. Nam mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Quán Thế Âm Bồ Tát đầy đủ 3 món thế, năng cứu khổ cứu nạn cho tất cả chúng sanh. Quán Thế Âm Bồ Tát là vị Bồ Tát có lòng từ bi vô lượng. Hạnh nguyện của Ngài là cứu độ chúng sanh thoát khỏi hoạn nạn tai ách. Chúng sanh thường niệm hồng danh Quán Thế Âm Bồ Tát, không còn sợ sệt hãi hùng. Lo sợ làm cho tâm mệt mỏi, thiếu sáng suốt, thiếu nghị lực, trầm tĩnh trấn an nội tâm, thì người đó khôn khéo sáng suốt trong mọi công việc. Hãy thí vô úy để đem lại an lạc nơi tâm hồn chúng sanh. Hạnh bố thí công đức không cùng tận là bố thí ba la mật. Hạnh bố thí thù thắng vĩ đại như không gian là kho báu vô tận để thành tựu pháp thân. Bố thí ba la mật là hạnh bố thí với tâm thanh tịnh bất động,
không còn ngã nhân. Bố thí không dụ lợi thì ân bất cầu báo. Giúp đỡ mà không có điều kiện, không cần đền đáp thì phước đức không cùng tận. Thí với tâm bất động là thí bất tư nghì. Người nhận và người cho đều an vui giải thoát. 4. Bố thí bất nghịch ý. Tột cùng hạnh bố thí là bất nghịch ý người. Người cần dùng thứ gì, ta hiến dâng thứ đó. Đây là hạnh bố thí của Bồ Tát. Tiền thân Đức Phật là Thái tử Tu Đài Noa lập hạnh đại thí bất nghịch ý, buông xả ngã chấp và ngã sở để cầu đạo vô thượng. Ngài xin vua cha thí tiền bạc vàng ngọc. Có người đến xin, Ngài thí luôn con voi trấn quốc. Quần thần trình vua, vua đầy thái tử lên núi. Trên đường lên núi, thái tử thí ngựa, xe, quần áo của mình và vợ con. Đến ở nơi núi, Ngài thí luôn cả vợ con. Vượt qua bao cơn thử thách, cuối cùng Ngài tròn hạnh nguyện. Câu chuyện này nghe qua hơi nghịch lý, bởi thái tử nhẫn tâm như vậy sao được thành tựu đạo quả. Nhưng thật ra đây là hạnh nguyện của Ngài, và quyến thuộc hiện thân hy sinh trợ duyên để Ngài thực hành hạnh buông xả ngã sở, ngã chấp triệt để mà thành tựu pháp tu vô ngã vô sở cầu. Đây là hạnh tu của người trí di diệu bất tư nghì, phàm tục khó hiểu nổi. Mục tiêu của hạnh bố thí bất nghịch ý là chuyển hóa bản ngã, sở hữu ngã, buông xả sự tham đắm để thành tựu quả vị Phật. Còn ngã, còn sở hữu ngã là còn lòng tham, làm sao thành Phật? Chúng ta vì còn lòng tham nên bố thí không hết. Trong túi có 30.000 đồng, bố thí chừng 10.000 đồng, còn 20.000 đồng để dành. Vì còn ngã, còn chấp, còn sợ đói nghèo nên chưa bố thí mạnh dạn. Còn Bồ Tát khác hơn, các ngài cảm nhận ngã là đáng ngại nên phát nguyện buông xả chấp ngã, sống đời vô ngã, thể hiện qua hành thí ba la mật, hành thí bất nghịch ý. Không bảo thủ cho ta, không có gì là của ta, nên không khổ vì ta và của ta. Người đời vì có tôi nên phải khổ vì tôi. Trong 14 điều tâm niệm có nói, kẻ thù lớn nhất của chúng ta chính là ta, tức cái ngã của mình làm khổ mình nhiều nhất. Bởi bản ngã quá to nên tham sân cũng bự. Bản ngã xả được rồi, tham hận tự diệt tiêu. Phần đông con người vì chấp ngã nên phiền não, vì chấp ngã nên phải nô lệ vật chất để phục vụ cho bản ngã. Nô lệ ít, khổ ít. Nô lệ nhiều, khổ nhiều. Nếu khéo dụng tâm tu tập bố thí là hạnh lành, giúp cho ta buông xả chấp ngã dễ dàng. Giao vật, buông xả vật. Kẹt thân, buông xả thân. Vọng nhiều, buông xả niệm. Thí sạch mới được an. Người có trí tuệ biết rõ thân này là đẩy da thúi, rồi đây nó sẽ chết, nên không quý trọng lo lắng cho thân thái quá, mà phải lợi dụng nó khi còn sống làm việc gieo bòn phước đức, để khi mất đi còn được cái phước. Trái lại, nếu chúng ta cứ lo tạo nghiệp để phục vụ cho thân ăn ngon mặc đẹp, lo cho nó đầy đủ đến ngày nó mất đi, để lại cho ta một đống nghiệp, thật là đáng thương. Ngày nào còn sống, ngày đó phải làm lợi ích, chính là phước huệ song tu. Nay vui, đời sau vui.
làm phước, hai đời vui. Nếu biết sử dụng thân để làm việc thiện là một ngày sống có phước, một năm sống có phước, một đời sống có phước. Người bố thí với dụng tâm chân chính sẽ buông xả dễ dàng từ vật chất đến tâm hồn. Tâm nặng nề mệt mỏi bởi làm việc nhiều, cố chấp nhiều, căng thẳng nhiều, phải tập thư giãn buông xả để thân tâm được bình an. Nghĩa sâu của bố thí là buông xả. Buông xả để không vướng mắc, dính kẹt, tự do vô ngại, không ngã, không sở hữu ngã, sẽ không còn tham nhiễm giận hờn. Vì giận hờn là làm khổ mình. Làm khổ mình tức có thương mình đâu. Vậy quý vị Phật tử thương mình thì hãy tập buông xả, thường khoan dung tha thứ và cởi mở. Buông xả để tâm nhẹ nhàng, hồn nhiên và hạnh phúc. Càng rộng lượng bao dung càng hạnh phúc. Khi đến thì tay không, khi đi tay buông thả, chẳng đem theo được gì, nên thí xả tất cả. Cuộc đời chỉ là con số không, có gì cho ta phải luyến lưu. Khi sanh ra tay chẳng mang vật gì, khi chết đi cũng chẳng đem theo được gì. Danh vọng, nhà cửa, tiền bạc, ruộng vườn chỉ là con số không. Chúng ta hãy tập bố thí để có phước đức kiến tạo cho bản thân tương lai an lành, tốt đẹp. Nhờ thường xuyên bố thí, buông xả thân tâm vật, tham sân lần rơi rụng, cuộc sống mới an lành. Xác định lập trường sống có lợi ích, sống có phước đức để đem niềm vui ấm áp cho ta và hạnh phúc cho tất cả mọi người, thì ngay bây giờ quý Phật tử phải tập gieo bòn phước đức theo hành bố thí, chớ đừng chậm trễ. Người người làm phước thiện, nhà nhà làm phước thiện, chuẩn bị ngay hiện tại để sống có tương lai.